nay chủ nhật mình đi bón phân cho bắp, đi thăm bắp nha các bạn. Mình bón phân với cái nào ấy mình vô chân cho bắp rồi. Bắp này được 30 ngày tuổi rồi mà đất này xấu quá, nó không có được tốt như của người ta, mà phát hiện ra có nhiều sâu ăn lá quá các bạn ơi. Để mình coi nhiều không, nếu mà nhiều chắc phải mua thuốc để mình xịt cho nó, chứ để gì là mà nang hư lá hết, cây bắp mình không có phát triển được. Các bạn thấy không, nó ăn đọt tiêu hết trơn, ăn quá nhiều. Thôi để mình ấy, mình xem rồi cái một hồi mình vô cái mình đi mua thuốc rồi mình xịt cho nó luôn. Chứ gì nó ăn như vậy là cây bắp nó mất năng sức dữ lắm nè, tiêu lá hết rồi. Thôi mình để mình vô đi mua nha các bạn. Cái mình ra ngoài tiệm thuốc á, người ta hướng dẫn mình là mua hai loại thuốc này nè các bạn, là ba đăng cộng với su 35. Hai loại này mình hòa chung nhau cái mình xịt có mưa trong vòng một tiếng đồng hồ là thuốc vẫn còn hiệu quả nha các bạn. Thôi mình kết thúc video ở đây nha các bạn, chào các bạn nha.